tại bây giờ mình đang quá chen cho cái giò nó bị ghẻ nha mọi người. Ủa lộn, cái giò em gái nó bị ghẻ nha mọi người. Chứ bây giờ em gái này đẹp quá mà cái giò không bị gì, tụi nó không có vấn đề gì đâu mọi người à. Ủa cho cái giò nó bị ghẻ cái đi, cho nó bự bự tí nha. Ok rồi, xong lắm. Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã TV nha mọi người. Thì mình là Nhã, xét bên mình không có một ai. À quên, anh xin lỗi em. Thì sau lưng máy quay chính là một đứa em gái của mình. Em gái trên mạng thôi mọi người, là cũng nhắn tin được lâu lắm rồi, cũng chơi chung với mình lâu lắm rồi, nhưng mà cái em gái này là tụi nó chưa biết nha mọi người. Tụi nó chưa biết em gái này là ai hết. Thì cho nên á, hôm nay nè, có cái thời cơ này nữa nè mọi người, là cái thời cơ là Hăng mọi người, người yêu của mình á, đi về quê rồi. Cho nên là mình sẽ nhờ em gái này vô nhà mình và thực hiện chung với mình một cái màn tròn này. Thì mình nói sơ sơ thôi đó, thì mọi người cũng hiểu là cái màn tròn nó như thế nào rồi. Thì chắc có lẽ là tụi nó sẽ rất là bức xúc về cái hành động này của mình. Ví dụ nếu như mình là một thằng đàn ông, nói chung là nó hẳn là một thằng đàn ông chó đẻ đó mọi người, thì tụi nó sẽ ra sao nha mọi người. Rồi bây giờ nè, mình nhờ em gái này vô phụ diễn với mình một clip này nha mọi người. Cái bây giờ em hiểu không, cái giờ diễn cũng rất là đơn giản. Bây giờ cưng chỉ việc là ngồi ở đây cho anh dê sờm cưng. Cho anh dê sờm cưng. Bây giờ thôi, chứ giờ cưng ngồi đây với anh thôi, đúng không? Ngồi đây với anh xong rồi một hồi tôi nói về là cưng chỉ việc đi vô phòng, xong rồi anh đi vô phòng với cưng. À đâu? Đúng không? Xong rồi coi phản ứng của tụi nó như thế nào, đúng không? Ok, thì bây giờ mọi người rất là nôn nóng biết mặt em gái này luôn, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ quay mặt em gái này cho mọi người xem luôn. Ok. Ok mọi người, thì đây chính là cái chân của em gái nè mọi người. Thì nó hồi nãy mình quá trang nó hơi ghẻ xíu, cho tụi nó ghê ghê xíu. Đây, nó. Trời ơi, trời ơi. Phải, 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 chạy nước miếng, chạy nước miếng. Phải, vừa phòng. Hơi bị đánh. Em gái có cặp chân mày thật là quyến rũ và bờ môi thật là căng mọng nha mọi người. Đó. Ok, thì đứng làm kiểu cái coi, đứng làm kiểu ơi. Hai văn từ từ người nữa tôi sơ sai cái. Nó, em gái tướng mướt rồi mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đặt góc quay. Tụi nó thì hiện tại bây giờ tụi nó đang ở ngoài Bà Tư đó mọi người. Tụi nó đang ngồi Bà Tư, mình chuyên dẹo thì sớm giờ không có đi mọi người, ở nhà không à. Thì bây giờ nhà chỉ có hai mình thôi, làm gì giờ, cho anh chứ sao giờ mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ đặt góc quay xong rồi đợi tụi nó về, chừng nào tụi nó về sẽ thực hiện bằng cho nha mọi người. Ok. Ok mọi người, thì bây giờ cái góc quay mình sẽ đặt ở đây, và mình sẽ đặt thêm một góc quay ở trong trống nữa, để xem khi mà mình với lại em gái cảnh mộng này nè mọi người. Này, cảnh mộng ghê không? Mình với em gái này đi vô phòng, phản ứng của tớ sẽ như thế nào ở trong chổng nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ vô chổng đặt thêm góc quay nữa nha mọi người. Okay. Em gái, bây giờ em ngồi đi. Không nói nóng nổi, em gái em để đầu nha. Không được, để đầu cho biết, vô kiếm gì cũng được. Nói gì vậy? Dơ ghê, không vậy? Làm cái dai ghen muốn ráng xíu thôi. Đứng ở thì mỹ đất na rồi, vũ tâm rồi luôn. Hoặc là chút gì nè. Không. Rồi, đó. Thuyết tha chưa? Ok, bây giờ mình đi dẹp sẽ ngồi lại. Khi nào tụi nó về mới thực hiện được bàn tròn nha mọi người. Còn mà khuya quá tụi nó về thì nghỉ khỏe luôn nha mọi người. Các tụi nó về nhà, xíu cũng về mọi người. Đấy. Moments later.
Còn thôi thì mới đi lại.
kêu em kia ra đây. Tụi em người ta. Ủa sao mày nói? Mà sao? Tao không biết. Ở kia là nhỏ nào? À tao không biết sao nha. Nhưng cái nhỏ nào? Người ta biết mày có gậy. Ừ. Nhiều lắm. Nhiều người biết mày có người đang quen của nó. Ừ. Tao nghi là con nhỏ đó nó cũng sẽ biết tụi em của anh luôn. Không biết gì hết. Chắc chắn sẽ biết. Tao không biết. Mà nó biết cũng cậy. Em nó cũng gạo nó một cơm rồi. Cũng ABC đi chứ. Ghê quá. Giờ nó hỏi nào em. Giờ con nhỏ chỗ nào? Ghê đúng không? Nhớ nào? Nhỏ nhỏ kìa. Em ghé miền Tây chứ có đường chơi. Cứ ngồi em ghé miền Tây cho tao không chỗ nào kia. Ghé miền Tây em không ghé lại miền Tây. Nó có ghế mà nó lòi nhãn gác qua đường hoài chứ trời. Má thằng tao phải có gì mà dắt đi đâu được. Nhà là làm ăn luôn tính ngờ. Làm ăn thì em mới làm ăn đó xong. Làm ăn em cũng gì trời. Con trai mà đừng có ghế chứ không có ghế. Sống dơ vậy. Bây giờ người hỏi cái tên ông trai chưa như trời. Tao nói nghe nè, mày còn điện luôn. Bây giờ cái gì nè, cái chuyện của tao làm đúng không? Còn giờ... Mày phải là đàn ông không? Mày có chuyện... Chưa có chắc... vợ là chưa phải đàn ông. Mày có chuyện trách nhiệm gì mà làm không? Có. Nhưng mà con anh nó thương mày chứ không phải nó ghét bỏ mày gì đâu. Nhưng mà... nó mày nhìn nó á, nó có thua em được không? Thì bây giờ như chuyện ở đây về quê thì em ở đây em hưởng thụ xíu. Mày hưởng thụ không? Mày muốn hưởng thụ đúng không? Sao không dắt ra ngoài đi, dắt cái nhà đây chi vậy? Tôi tưởng cái bay đi, cái bay không có nhà, tôi dắt đi tưởng. Dắt đi về nào á? Ghệ cọc, đường đường chính chính với mình á, mày dắt gì nhà tao không nói. Không, cũng em út của tao, cũng trong nhà tao không bao giờ nói tới. Còn mẹ mày dắt ai như vậy? Hả? Em ghét mẹ mày. Tao về là thấy không, là tao hết hồn lên là tao tưởng ai dở mày vậy? Thiệt. Má, trời bá lửa thiệt. Sao mày nhận gì mà mày chú cái gì vậy? Người ta thấy cái giò nghẻ không nữa, rồi đi ra thấy ôm của mình là ta thấy cái giò nghẻ đó nè. Cái ôm mình ôm gối nữa. Bây giờ là không có nói gì nhiều với thằng này chứ mày đừng có động tay với nó. Mày kêu nhỏ nó ra nói chuyện đi. Không lẽ anh em giờ trong nhà nó sáng nó hiển đầu. Mày kêu nó ra đi. Mày để hiểu luôn. Giờ là mày muốn nói gì với người ta nè. Mày có gì vậy? Mày kêu nó ra đi, mày muốn quen nó. Mày muốn quen ra đây nè, mày cho mày quen. Mày nói chuyện kêu nó ra rồi. Mày muốn quen con thằng thì để cho mày quen nó. Rồi rồi. Không nói vậy. Ủa mày đi. Mày ra đây là mày dắt ra đây nói chuyện tao mà đừng chính thức chứ nó mà. Không hay gì á. Dắt ra cho coi mặt chơi. Không có. Tao còn đừng có xúc với nó luôn á. Quýt gái cái gì? Không có đâu rồi quên. Tao không hiểu gì đó. Mày nghĩ là ta mà là chồng thằng luôn. Tao còn quýt gái mà tao nhận nước luôn. Con nhỏ tao không biết. Giả được mang thang như vậy. Ờ. Mày la lớn như vậy. Biết đều biết suy nghĩ không? Tao cũng biết. Biết đều biết suy nghĩ không? Ủa thấy này có chị không có con thằng này kể đó mà em đang có kể cái chơi con nhỏ này kể em. Em đang có kể là đứng theo cái gì. Em chơi con nhỏ này kể em. Chị có thằng kể nó. Ừ. Nó buồn chứ nó làm gì kể nó. Mới gì liên quan đi. Mày quen của anh đi. Cỡ nào cỡ. Mày cũng chơi gì mày chơi. Nhưng mà bây giờ chị kể gì quê kể đi. Mày cái sao xong chuyện gì được. Cái khùng gì vậy. Cuối là làm chi. Đừng đừng xin nữa. Trời ơi. Em ơi. Bạn buồn chưa đi ra đây em. Má. Sao bắt đầu mà buồn không. Biết đâu có chứng minh hết trơn à. Ủa mấy anh tập bạn tập thấy bạn tập đuổi giò mẹ nó ghẻ con gái rứa má gì dơ của mày nè. Mập địch đã mập đề ra ra lắm vậy đi. Có gì luôn đi nghe chứ mẹ qua đây từ đời em ngồi ngồi đi có ông má chịu gì con gái người ta thì mày nó sai chứ chịu gì vậy nghĩ sao mày quen mày chơi gì đâu mua nhá thấy mày cũng đẹp trai lắm sao mày hẹn khốn tôi thích hẹn khốn. Mà tôi nhìn tóc nó khủng. Đó, tôi thiệt mèo nát xong giò nó ghẻ quá. Này, mày biết này có ghẻ chưa? Quá. Mày biết này có ghẻ chưa? Biết rồi mà. À, mày quen. Ủa, có biết cái gì chứ sao? Chưa có biết cái gì mẹ. Ủa, không có hiểu tóc cái gì? Ít. Anh yêu mày biết cái gì tóc liền. Mày đi chọn cái nói chuyện nó xíu. Để dẫn anh chị xíu. Không phải hồi đặt luôn. Mày biết vô trong lòng của tao. Mày biết. Hay rồi. À, anh nói cho em nghe nè. Số đất chuyện của mình không thấy. Bây giờ tao nói chuyện này hoàng nè. Anh không biết em ở đâu. Cũng không biết em là ai. Nhưng mà em phải biết là thằng Nhã nó đã có ghệ rồi. Nếu mà em hai đứa em quen biết nhau trên Facebook á. Facebook thằng Nhã cũng có để tên ghệ, hình ảnh của ghệ nó này kia trên đó. Em không có được như vậy. Anh biết trong cái chuyện này em có sai tại vì em con gái không biết. Chắc cũng tại miệng của thằng này nó dụ dỗ lời lẽ cho em mới như vậy đúng không? Bây giờ anh kêu em bây giờ á, hồi nãy giờ hai đứa lỡ
thôi bây giờ coi như là anh của nó, anh thay mặt xin lỗi em đi, có gì anh chịu trách nhiệm cho nó luôn. Đầu lâm mà lớn bộn thì chỉ là cái chuyện của hầu là tâm huyết nha. Hả? Thôi cho anh không biết tại vì được, cái của thân em giữ, thân em chịu. Còn bây giờ anh biết em đi về đi. Để một hồi lỡ cái xui khiến gì mai mốt anh cũng dễ thấy em lại mệt mình em đó. Tại vì người ta có để, nhưng mà cuộc sống người ta có một nửa rồi chứ không anh có. Nè, nhưng mà em sẽ có vậy trời ơi anh cũng nào mà em có gì được nữa. Không có gì vậy, em có gì được luôn á. Bây giờ anh nói nè, em làm gì mày? Tao nhìn tao thấy nó éo hổi luôn trời. Mày nghĩ ghê luôn á. Má anh nhắc nhở tôi thấy gì, cặp chuyện mày cũng làm gì. Dạ mà anh đây, con cũng vậy nè, đây nè. Giờ anh nói nè, giờ có muốn quen nhã không? Ê, em về anh sai nghe, theo bình tầm nha. Anh nhìn tao lại, anh nhìn nó hổi. Chứ gì anh không nghe, anh biết biết nhau từ đâu? Nghe biết từ Facebook, Zalo thì gặp ngoài đường. Mày nó cứ cười nó nói mà cứ gạt 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 hoài nói chuyện không dạ thôi em tắt lòng nói chuyện xong không có đầu gì mẹ tụi nhiên với mày à em là đây gái mình đang nè, nãy giờ nó chín cái nó ghẹn ghẹn gục xuống nhà nó cho mình thấy luôn á. Má cái chỗ nó ghẹn không chị? Kiếm gì vậy à? Kiếm gì vậy? Đó, nó cứ mù què trong đấy vậy. Ê, gái mình đang nè. Cái mặt vậy? Hàng khủng. Má mà tôi bây giờ tôi có những con người dơ cái việc luôn á. Hàng khủng. Ờ, chỗ này. Tôi biết. Em giờ có điện có hỏi đi uống bé không em gu tôi nghi lắm mà má gì cũng lớn vô bây giờ em sao muốn về nó vậy em con người em không được sống vậy đúng không em sống vậy là em sai em không có nghĩa ở chứ thầy còn ta mày ta mày được sống như đúng không sao bây giờ mày sống như một căn tháng khổ hẹn với con ha không sao mẹ sống sao khó má nó có gì được chuyện qua mấy cái hạnh phúc ấy lại tao nói hồi nãy nó đi vô một cái nó nhìn hai cái giờ nó ghé con người ta trời nó nóng lạnh rồi chó này cái mắt không ý luôn á thầy hết hồn thiệt má gì cái bự quá đâu á mặt dễ thương mà không được mấy ngày con rồi mình cút đây lấy một quà nha giờ nè em đúng không hồi nãy giờ mấy anh chửi em nhiều lắm rồi giờ đi nay em phục vụ cho ba anh đi đó ba nha giữ cho ba đi mình biết được đấy biết à tại cái đó này gặp tao còn nói đó nghĩ cái này mày ghê quá mày ơi giờ cái áo vô đi mày ơi mày ghê quá rồi nay thì mày giỡn hoài mày giỡn nhiều cái thì còn bao giờ mày cũng như chồng mày dễ gặp dễ mà cuối cùng mày chết trai gì con trai không muốn đâu muốn cắt hàng cái gì đúng đúng giữ thời giữ anh ấy ê ê không có nói gì nha em mà em sống là em phải biết chơi biết chứ biết kính lão đắc thọ biết ăn con lòng có hướng chửi mọi người chửi kinh khủng mọi người không hiểu mày đi đâu luôn á tao không biết khỉ gì đâu mày cuộc sống mà chơi kiểu đó mày về cũng nói dữ vô giờ nè em bây giờ nè đêm nay là để cho em này phục vụ ba anh nha nè em này nè nhìn cái mặt em nè nó gọi phục vụ cho anh dưới với em cái mỏ này là dính y chang luôn nhìn cái mặt y chang con cá đồ kiến luôn á y chang con cá chơi vậy nè hàng khủng nè đâu hàng khủng rồi ưởng nó rồi nó hàng khủng giỏi ghen nè mày lấy mấy cái đồ giáp nhát ghê vậy mẹ em cáo đáp anh của tao má ok mọi người cuối cùng màn cho này cũng thành công nha mọi người nhưng mà nè cái miếng áo này đẹp á mấy mày gỡ gần cửa hả ừ đó có nãy đặt quay rồi hả nãy mày đặt mày đặt mấy cái trong đó kìa đặt đó mà còn cái điện thoại này em đặt xuống bếp á đang gỡ ra ok mình kết thúc bây giờ là mọi người hãy bấm like đăng ký kênh hộ đây mình nha chào tất cả mọi người.